tuyên bố đau lòng về tiêm kích tàng hình Su-57 Nga của không quân Ấn Độ. Chương trình hợp tác nghiên cứu và chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ 5 FGFA Su-57 giữa Nga và Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi không quân Ấn Độ cho rằng loại máy bay này không đáp ứng được các yêu cầu kỹ chiến thuật cần thiết. Ngoài ra, nó còn có khả năng bị F-35 và F-22 của Mỹ vượt mặt. Tờ Hindustan Times dẫn các nguồn tin thuộc không quân Ấn Độ cho biết. Theo các nguồn tin trên, giới lãnh đạo Ấn Độ không hài lòng với các tính năng của Su-57. Tuy nhiên, việc có tiếp tục chương trình FGFA nữa hay thôi sẽ phải cần tới một quyết định chính trị, dù không quân Ấn Độ cho rằng bỏ ra một khoản ngân sách lớn đầu tư cho chương trình này là không xứng đáng. Su-57 và nguyên mẫu T-50 là những sản phẩm của chương trình chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ 5 của không quân Nga PAK-FA. Phiên bản xuất khẩu của nó được chế tạo dành riêng cho không quân Ấn Độ. Tuy nhiên, Su-57 bị cho là không đáp ứng được các yêu cầu của không quân Ấn Độ và ngay cả trong nội bộ chính phủ Ấn Độ cũng có nhiều luồng ý kiến khác biệt về FGFA. Một số quan chức và chuyên gia đề nghị nên tiếp tục, nhưng Bộ Quốc phòng Ấn Độ lại cho rằng chương trình này đắt đỏ quá mức. Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ thừa nhận họ đang nghiêm túc cân nhắc hiệu quả thu được từ khoản đầu tư Su-57. Hợp đồng tài trợ nghiên cứu và phát triển FGFA ước tính đã là 4 tỷ đô la. Tháng 8 năm 2017, Ủy ban Nội vụ của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa ra đề xuất mua một lô gồm có 108 chiếc T-50 FGFA sản xuất chung với Nga. Trước đó, nhiều bản tin truyền thông thậm chí còn cho biết Ấn Độ sẵn sàng mua tới hơn 200 chiếc. Thời gian trước đây cũng đã xuất hiện những thông tin cho rằng Ấn Độ sẽ rút khỏi chương trình chế tạo tiêm kích thế hệ 5 này với Nga. Theo Defense News, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về tình trạng lạc hậu của công nghệ trang bị cho Su-57 cũng như sản phẩm triển vọng này không thể cạnh tranh được với F-35 của Mỹ. Cuối tháng 2 năm 2018, quân đội Nga đã cho triển khai hai chiếc Su-57 T-Series để kiểm tra các khả năng chiến đấu nhưng cũng nhanh chóng rút về chỉ sau đúng 2 ngày.